on Bình Phước TV, Bình Dương TV, Đắk Nông, Bà Rịa Vũng Tàu and livestream YouTube PKMS IDC. Xin kính chúc tất cả quý vị sức khỏe và thành công. Wish all of you good health and success. Kính thưa quý vị đại biểu, ngày 1 tháng 1 năm 1997, tỉnh Sông Bé được tách ra thành hai tỉnh là Bình Dương và Bình Phước. 21 năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, phát huy tiềm năng và lợi thế với tinh thần năng động, sáng tạo, hai địa phương đã cùng đoàn kết bên nhau phát triển toàn diện các mặt kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng. Dear distinguished guests, on 1st January 1997, Sông Bé province were separated into two provinces, namely Bình Dương and Bình Phước. Over the past 21 years, with party innovation strategy, inherent potential and advantages of dynamic and creative initiative, the two provinces has worked closely for comprehensive socio-economic development while preserving national security and defense. Cùng có chung một xuất phát điểm, đó là tỉnh thuần nông với kinh tế nông nghiệp là chủ yếu. Hai tỉnh anh em Bình Dương, Bình Phước đã từng nỗ lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ và bên cạnh đó thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế bằng nhiều chủ trương, chính sách, sáng tạo và đột phá. Bình Dương giờ đây đã trở thành điểm sáng trên bản đồ kinh tế Việt Nam, là điểm đến lý tưởng cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. Having the same starting point at the poor and purely agricultural province, two provinces, Bình Dương and Bình Phước, have gradually stepped up restructuring their economy toward the direction of industry, services, agriculture, thereby imparting industrialization, modernization, and international integration with many innovative background policies. Bình Dương has now become a highlight on the economic map of Vietnam and an ideal destination for both domestic and foreign investors. Cùng chung dòng sông Bé với Bình Dương, tỉnh Bình Phước kế thừa và phát huy tiềm năng thế mạnh, tận dụng lợi thế vị trí địa lý, chuyển tiếp giữa Tây Nguyên với miền Đông Nam Bộ. Từ đó, Bình Phước đã gặt hái được nhiều thành tựu đáng tự hào, có tốc độ tăng trưởng cao, quy mô nền kinh tế phát triển nhanh chóng, là điểm hẹn hấp dẫn cho các doanh nghiệp. Trên địa bàn tỉnh Bình Phước hiện nay có 8 khu công nghiệp và theo quy hoạch đến năm 2020, tỉnh sẽ có 13 khu với tổng diện tích gần 4.700 hectare. Nổi bật trong số đó là khu liên hợp công nghiệp và đô thị BKMS Bình Phước. Sharing the B River with Bình Dương, Bình Phước inherits and promotes its potential and strength while taking its advantage of transitional geographic location between Central Highlands to South East. Since then, Bình Phước has attained many priority achievements with high growth rate and expanding economy, making it an attractive destination for businesses. Today, there are 8 industrial zones in Bình Phước province, and by 2020, the province will house 13 zones with a total area of 4,700 hectares. The highlight of this will be BKMS Bình Phước Residential and Industrial Complex. Kính thưa toàn thể quý vị, hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Phước được tổ chức ngày hôm nay nhằm giới thiệu thế mạnh, các chủ trương, cơ chế, chính sách, pháp luật của tỉnh đối với doanh nghiệp. Và đồng thời, đây cũng là cơ hội để các cấp lãnh đạo được gặp gỡ, giao lưu, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và qua đó xây dựng mối quan hệ kháng khích bền chặt giữa chính quyền và các nhà đầu tư. Bình Phước Investment Promotion Conference today helped them to introduce its strength policy, transmission policies and law to enterprises. At the same time, this is also an opportunity for the leaders to meet, discuss and respond to difficulties encountered by businesses, thereby building a close relationship between government and investors. Kính thưa toàn thể quý vị, về tham dự hội nghị hôm nay, ban tổ chức vinh dự được đón tiếp sự hiện diện của các vị khách quý. During our conference today, we very happy and honored to welcome all distinguished guests. Về phía lãnh đạo nhà nước, chính phủ và các bộ ngành. For leader of state of Vietnam government ministry agencies. Xin được trân trọng chào mừng ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Mr. Nguyễn Xuân Phúc, Bộ Liberal,
Commissioner and Prime Minister of Socialist Republic of Vietnam. Xin trân trọng chào đón ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Mr. Nguyễn Minh Triết, former Politburo Commissioner, former President of Socialist Republic of Vietnam. Trân trọng giới thiệu ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Mr. Mai Tiến Dũng, Minister Chairman of the Office of the Government. Trân trọng giới thiệu Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Minister Trần Đơn, Deputy Minister of National Defense. Trân trọng giới thiệu ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mr. Vũ Đại Thắng, Deputy Minister of Planning and Investment. Trân trọng giới thiệu ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Mr. Hà Công Tuấn, Deputy Minister of Agriculture and Rural Development. Trân trọng giới thiệu ông Trần Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương. Mr. Trần Quốc Vượng, Deputy Minister of Industry and Trade. Trân trọng giới thiệu ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Mr. Võ Tuấn Nhân, Deputy Minister of Natural Resources and Environment. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Mr. Nguyễn Ngọc Đông, Deputy Minister of Transport. Trân trọng giới thiệu ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Mr. Đào Minh Tú, Deputy Governor of the State Bank of Vietnam. Thưa quý vị, đến tham dự chương trình hôm nay, chúng tôi rất vinh dự khi được đón tiếp sự hiện diện của các vị lãnh đạo là đại diện Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, Tập đoàn Viettel, Tập đoàn Cao Su. Representative of the Vietnam Chamber of Commerce and Industry, Viettel Group and Kruper Group are also present here today. Hội nghị ngày hôm nay cũng vinh dự được đón tiếp sự hiện diện của đại diện các cơ quan ngoại giao. Chúng tôi xin được trân trọng chào đón. And today we are very honored to welcome the Ambassador, Consul General, Australian Commissioner from other countries. Xin trân trọng giới thiệu Phó Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Kazunori Hasoya. Deputy General, Consul of Japan in Ho Chi Minh City, Mr. Kazunori Hasoya. Trân trọng giới thiệu Tổng lãnh sự Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Somsai Sanamwan. General Consul of Laos in Ho Chi Minh City, Mr. Somsai Sanamwan. Xin trân trọng chào đón Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Im Han. General Consul of Cambodia in Ho Chi Minh City, Mr. Im Han. Trân trọng giới thiệu Trưởng Văn phòng Đại diện Phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lương Quang Trung. Head of Representative Office Taipei Economic and Cultural Office in Ho Chi Minh City, Mr. Lương Quang Trung. Chúng tôi xin được trân trọng đón tiếp sự hiện diện của đại diện tham tán thương mại Ấn Độ và các hiệp hội thương mại, Hiệp hội Thương gia Đài Loan tại Việt Nam, Chi hội Thương gia Đài Loan tại Bình Dương, Đồng Nai, Hiệp hội Thương mại Nhật Bản, Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh. And Trade Commissioner from India and Business Association Council of Taiwanese Chamber of Commerce in Vietnam, Taiwanese Merchant Association in Bình Dương, Japan Export Trade Organization, Korea Trade Investment Promotion and other agencies. Thưa quý vị, về phía lãnh đạo các tỉnh thành bạn, hội nghị vinh dự được đón tiếp. From the neighboring province, we are also very happy to welcome. Về phía tỉnh Bình Dương, xin trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương. From Bình Dương province,